Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Đến xã Trường Xá, huyện Cẩm Khê, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những hình ảnh như thế này. Đi qua cánh đồng láng trương xanh mướt, con đường làng quanh co thơ mộng, đầu đầu cũng thấy bóng dáng của những con diều. Cả xã có tới hơn 200 con diều được thiết kế kỳ công tỉ mỉ. Với người dân Trường Xá, diều sáo đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày. Năm nay tôi đã gần 70 rồi. Thế tôi thấy các cụ trước kia là người ta chơi những cái diều rất là làm bằng cái giấy ta, cái giấy để viết chữ nho ngày trước đấy. Và người ta tẩm bằng hồng, người ta phất vào, thay cho sơn. Người ta thả thì quá trình những thời gian thì chúng tôi còn nhỏ thì cũng có cái sự đam mê thích thú về vấn đề diều. Cho đến cách đây độ 1-2 năm trở về đây thì bắt đầu là cái phong trào chơi diều thì tôi thấy là bắt đầu lại nổi lên. Cái nổi lên này các nó là một cái thú vui, mà đồng thời là nó cũng là cái thể dục thể thao cho các cháu sau những giờ làm việc mệt nhọc rồi. Các cháu trở về nhà thì lúc đó thấy có gió lên thì thả cái diều lên nghe cái tiếng sáo nó vi vu trên trời, nghe nó vẻ nó êm đảm, là phấn khởi vui vẻ. Thế nó trở lại là cái sự thanh bình du dương của tiếng sáo. Cái diều người ta cần là cái nguyên vật liệu nó phải giả. Thế khi quá trình người ta sản xuất làm ra được một cái bộ khung diều ấy, thì làm nó vót phải cân đối. Xương trên, xương dưới, tất cả các cái bộ xương là đều là cân như nhau. Có thể là dùng bằng lưỡi dao, người ta để chia tâm ở giữa, người ta đặt cái lưỡi dao cái xương là nó sẽ nằm cân chứ nó không kênh về bên nọ bên kia. Thế quá trình lắp ráp là bộ cao chặt, khi khâu vào ấy, là người ta có thể là lợp bằng ni lông hoặc có thể là bằng vải pha ni lông. Thế còn khoét cái mũ sáo là vấn đề là quan trọng nhất, để cho nó kêu được hay không hoặc là nó đổ được cái tiếng ngân nga hay không là do cái lưỡi gà khoét. Nhà anh bây giờ lớn bé là có khoảng 3 con. Con này là con to nhất là gần 5 mét. Bây nó đang vào dịp hè là trẻ con lại nghỉ học. Mấy hai cái này nó là cái truyền thống từ ngày xưa, nên là bọn anh là cũng làm cái con diều này. Cái thứ nhất là vui chơi, cái thứ hai nó giải trí cho các con các cháu. Bên cạnh những cái thú vui được tạo ra trong cái việc thả diều thì nó còn ủy ban xã thì chúng tôi cũng đã khuyến cáo là khi thả diều thì nó liên quan đến đường dây dựa và đặc biệt là ảnh hưởng đến đường dây điện. Thế nên là khuyến cáo bà con là sẽ tận dụng khoảng đất trống rộng, có điều kiện thì thả diều. Khi anh bà con và nhân dân thực hiện tham gia thú chơi diều thì chưa có trường hợp nào phải xử lý cả, hoặc là chúng tôi chỉ khuyến cáo trên hệ thống loa truyền thanh và các khu dân cư thôi. Tiếng sáo diều như sợi dây gắn kết giữa đất trời và con người. Diều no gió bay cao, mang theo những ước mơ khát vọng của con người. Bao bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật cũng bay theo cơn gió, chỉ còn cảm giác thư thái và thanh bình ở chốn hương đồng gió nội.